Dạ vâng, đoàn nghề ô tô của Hải Phòng xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Trong buổi chiều ngày hôm nay em lại tổng hợp lên sóng một dàn xe Hyundai và Honda hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng bên em. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe Hyundai, mẫu xe Honda hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng đoàn nghị bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bạn nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, đây là một mẫu xe Honda City. Honda City có năm sản xuất 2014, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.5, máy eco, biển kiểm soát Hà Nội 30A68845. Giá tiền con này thì chỉ với hơn 300 triệu đồng quý vị và các bạn nhé, 336 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Honda City sản xuất năm 2014, nội thất ghế da màu đen, có cả màn hình Android, túi khí ABS đầy đủ luôn, đề lộ start top. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Vâng, giá tiền chỉ có hơn 300 triệu đồng, 336 triệu đồng. Một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Vâng, dòng Honda thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc thì rất là dễ thay thế các bác nhé. Đấy, sơn xi màu trắng này, biển kiểm soát Hà Nội. Một mẫu xe Honda City 2014, trang bị cảm biến lùi, cảm biến va chạm đầy đủ. Một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, biển Hà Nội. Đấy, 336 triệu đồng. Đấy, bớt cho các bác số lẻ, lộc lá cho các bác số lẻ các bác nhé. Còn 330 triệu đồng thôi. Nội thất thì rất là đẹp luôn. Gương kính chỉnh điện, số tự động, động cơ 1.5, mức tiêu hao nguyên liệu an tầm khoảng 7 lít xăng trên 100 cây số, màn hình Android. Vâng, nay chỉ có 330 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Honda City 2014 các bác nhé. Và đây là một mẫu xe Honda Civic sản xuất 2009, tư nhân một chủ, sử dụng từ mới, động cơ 1.8 máy xăng, mang biển kiểm soát Hà Nội 30V 1319 các bác này. Đấy, một chủ từ sử dụng từ đầu luôn các bác nhé. Honda Civic 2009, động cơ 1.8, 252 triệu đồng. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Nội thất, đấy, ghế da màu kem, màn hình cam nuôi đầy đủ, đấy, màn hình Android to phạc luôn các bác này. Táp lô trang bị thảm trải táp lô, túi khí ABS. Vâng, một mẫu xe Honda Civic 2009, số tự động, động cơ 1.8, đăng ký 5 chỗ ngồi, xe tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới luôn. Vâng, chỉ có 252 triệu đồng. Quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Honda Civic sản xuất năm 2009, sơn xi màu đen, biển kiểm soát Hà Nội. Xe thì cam kết các bác là xe đẹp, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước và không taxi, không dịch vụ luôn các bác nhé. Nội thất thì rất là đẹp. Đấy, phanh đĩa 4 bánh, chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhé. Đấy, rất là ok rồi. Quý vị và các bạn nào đang cần tìm cái mẫu xe Honda Civic, dòng này thì đi rất là bền. Đấy, đây là được mệnh danh là ông tổ của sự bền bỉ luôn các bác nhé. Đấy, ông tổ của sự bền bỉ luôn. Đấy, giá tiền thì chỉ có 252 triệu đồng mẫu xe Honda Civic. Bên cạnh đây cũng là một mẫu xe Honda Civic, con này thì sản xuất 2008. Con này thì động cơ 2.0, nó là bản đủ, đeo biển kiểm soát 29A22631. Giá tiền của chiếc Honda Civic 2008, số tự động, động cơ 2.0, gãy số trên bô đăng, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng này. Bên em đang chào bán con này với giá là đâu đó là chỉ có 255 triệu đồng. Đấy, 255 triệu đồng. Đấy, con này bản đủ thì nó đắt hơn bản thiếu các bác nhé. Con 1.8 thì nó là bản thiếu. Gãy số trên bô đăng này. Đấy, nội thất rất là tươi, 255 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Honda Civic 2008, động cơ 2.0, xe tư nhân, gia đình sử dụng luôn. Đăng ký 5 chỗ ngồi các bác nhé. Đấy, mang nước sơn màu đen, đeo biển kiểm soát Hà Nội.
mẫu xe Honda Civic. Đấy. Và bên cạnh đây là một mẫu xe cũng là mẫu xe Honda Civic các bác nhá. Honda Civic 2000, con này 2007. Em có 3 con 2007, 2008, 2009 các bác nhá. Honda Civic động cơ của nó là con này nó là động cơ của nó là 2.0. Con này thì đời thấp hơn, đời 2007. Em có 2 con động cơ 2.0 và một con động cơ 1.8. Con này thì bên em đang chào bán với giá là 245 triệu đồng. Đấy, lộc cho các bác 5 triệu, lấy tròn các bác 240 triệu đồng. Có bao hồ sơ luôn cho các bác. Nội thất ghế da này. Đấy, ghế da vẫn là ghế da xịn các bác nhá, túi khí an toàn. Đấy, rất là ok. Mẫu xe Honda Civic, vâng, thương hiệu của Nhật Bản. Dòng này thì đi rất là bền và lành, không hay ổng vặt luôn. Giá tiền thì bên Hoàn Nghị đang chào bán với giá là 245, lộc cho các bác 5 triệu, lấy các bác 240 triệu, bao hồ sơ, bao luôn cả vận chuyển cho các bác luôn. Đấy, bao xe không lỗi các bác nhá. Đấy, xe không lỗi luôn. Đấy, rất là đẹp. Đeo biển kiểm soát Hà Nội, đây là một mẫu xe Hyundai Avante. Hyundai Avante có năm sản xuất 2012, mang nước sơn màu trắng ngọc trai, biển kiểm soát 30A76262. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Vâng, bản sedan 2 đầu. Đăng kiểm đến tận tháng 6 năm 2024. Đăng kiểm như dài như cầu Thanh Trì, có cả cửa sổ trời. Giá tiền con này thì bên em đang chào bán với giá là 292 triệu đồng. Trang bị 2 túi khí an toàn, màn hình Android cam nồi đầy đủ các bác nhé. Đấy, xe tư nhân chính chủ mà lại còn biển Hà Nội. Đấy, biển Hà Nội các bác nhé. 5 chỗ ngồi các bác này. Nội thất thì rất là ok, rất là đẹp luôn. Sơn si thì màu trắng ngọc trai. Vâng, một mẫu xe Hyundai Avante. Mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Honda Civic sản xuất trong năm 2008. Con này nó là số sàn, động cơ 1.8 này. Đấy, số sàn các bác nhé. Con này chỉ với 160 triệu đồng thôi. Đấy, 160 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe thương hiệu Nhật Bản. Đấy, dòng này thì đi rất là bền và lành các bác nhé. Đấy, máy móc thì rất là ok. Nội thất này các bạn này. Nội thất ghế da. Đấy, rất là đẹp. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, với chỉ với 160 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Honda Civic. Đấy, động cơ 1.8 máy xăng. Đấy, số sàn. Xe tư nhân chính chủ, biển Phú Thọ. Đấy, 19A các bác nhá. 10883. Đấy, một mẫu xe Honda Civic sơn si màu đen. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Mẫu xe Hyundai Avante sản xuất những năm 2012, biển kiểm soát Hà Giang 23A05377. Một mẫu xe Hyundai Avante 2012, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.6. Đấy, con này thì bên em đang chào bán với giá là 292 triệu đồng. Đấy, lộc lá cho các bác 5-10 triệu khi các bác đến xem xe trực tiếp luôn. Một mẫu xe Hyundai Avante sơn si màu đen. Vâng, có cả cửa sổ trời. Đấy, giá tiền thì chỉ có 92 triệu đồng. Đấy, lộc lá cho các bác 5-10 triệu khi các bác đến xem xe trực tiếp luôn. Xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Con này thì keo chỉ zin và máy số zin luôn. Đấy, keo chỉ zin, máy số zin. Đăng ký 5 chỗ ngồi. Nội thất ghế da xịn luôn các bạn này. Ghế da xịn các bạn nhé. Đấy, mẫu xe mang nước sơn màu đen. Vâng, mang biển kiểm soát Hà Giang. Rất là đẹp luôn. Và mẫu xe Hyundai Avante 2011 số tự động. Con này động cơ 2.0 thì máy của nó to hơn là động cơ 1.6 các bác nhé. Mang biển kiểm soát 18A01164 này. Giá tiền của chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 290 triệu đồng. Đấy, có 3 hồ sơ, có cả vận chuyển, phanh đĩa 4 bánh, túi khí ABS đầy đủ các bác nhé. Đấy, nội thất này. Đấy, nội thất thì rất là ok. Nội thất thì ghế da xịn luôn các bác nhá. Ghế da xịn luôn. Đấy, để cho các bác là 290 triệu đồng. Đấy, có lộc lá cho các bác. Đấy, khi các bác đến xem xe trực tiếp, lộc cho các bác từ 5 triệu đến 10 triệu. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Hyundai Avante 2011 số tự động, động cơ 2.0, có cả cửa sổ trời, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng này, alo cho em. Alo trực tiếp cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Linh. Đấy, một dàn xe Hyundai Honda hiện đang có tại bãi xe ô tô của Hải Phòng bên em.
Đấy, bác nào mà quan tâm thì cứ alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhá. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.